xin được chúc mừng công ty cổ phần Masterby. Naturalway được thành lập từ năm 1972, là thương hiệu dẫn đầu về dòng sản phẩm dành cho trẻ em số 1 tại nước Úc. Sau 5 năm phát triển tại Việt Nam, dưới sự phân phối của công ty cổ phần Masterby, thương hiệu Naturalway đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường cũng như chiếm trọn lòng tin và sự yêu mến của đông đảo người tiêu dùng Việt Nam. Hôm nay tôi vô cùng tự hào khi đứng đây nhìn lại hành trình 5 năm phát triển của Naturalway. 5 năm một hành trình đầy thách thức, nhưng chúng tôi đã không ngừng nỗ lực để chiếm được lòng tin yêu của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Trong suốt quá trình này, chúng tôi luôn bám vào mục tiêu chăm sóc cải thiện sức khỏe cho mẹ bầu và em bé. Sản phẩm vitamin bầu thế hệ mới cung cấp đủ 18 dưỡng chất cho cả 3 giai đoạn trước, trong và sau khi sinh là minh chứng cho cam kết này. Chính vì vậy, giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho một sản phẩm cá biệt mà là sự ghi nhận cho tất cả những nỗ lực của chúng tôi đã làm trong thời gian qua để cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những cộng sự, những đối tác, đặc biệt là người tiêu dùng đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua.